bởi vì dịch vẫn còn các bạn. Thì chỗ này hoa lá cành rất là đẹp. Cái khu này là nơi mình đang làm việc. Chào cả nhà, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Melissa Paris Cuộc Sống Pháp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà một ngày làm việc của mình ở Pháp như thế nào. Các bạn đang thấy là mình đang bắt đầu chuẩn bị đi làm đó các bạn. Thì cũng đang quay cho nên điệu điệu một chút xíu cho cả nhà. Thì đây là trang phục mà mình hay mặc đi làm, quần tây, áo sơ mi. Và mình đi xe đến chỗ làm. Thì chiếc xe này là chiếc xe của mình có từ lâu rồi cả nhà, nhưng mình rất là yêu nó. Thì mỗi sáng mình lái xe đến chỗ làm khoảng 15-20 phút. Đến nơi vào parking thì phải dừng lại và mở cánh cửa tự động này cả nhà, để cho nó mở lên mình, rồi mình chui xuống parking và mình đậu xe ở trong đó cả nhà ơi. Đây nè, cái hệ thống mình quẹt một phát thì nó, cái cửa nó sẽ tự động mở ra, rồi mình đi vào ở dưới đó và mình đậu xe. Đấy. Thì nếu như bạn nào biết lái xe và đi xe thì rất là tiện đó cả nhà. Rồi, đây là cái bàn làm việc của mình đó cả nhà. Một mình mà có hai cái màn hình to tướng đó. Suốt ngày phải dán mắt vào hai cái màn hình này. Nhiều khi mở mắt không lên luôn đó. Giới thiệu cho cả nhà nơi mình làm việc một chút xíu, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi ra bưu điện nha. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Melissa. Hôm nay mình đi công việc cho nên mình đang ngồi ở ngoài này một chút xíu để mình chờ vào cái bưu điện đó các bạn. Nó hơi đông người. Hiện tại thì người ta chỉ cho vào từng tốt 5 người thôi ở trong bưu điện. Thì mình đang có một cái hợp đồng để mình gửi đi. Thì sau khi gửi thư xong đó thì mình sẽ đi ăn trưa ha. Cả nhà hãy tiếp tục theo dõi xem mình ăn cái gì nha. Rồi, tới giờ ăn trưa rồi, mình đi mua bánh mì nè. Có khi thì mình mua bánh mì, có khi có thời gian thì mình có thể đi ăn những cái món khác. Các bạn hãy xem những cái món mà mình sẽ ăn ngay sau đây nha. Có khi thì mình mua bánh mì, có khi thì mình ăn những cái món mà mình thích. Có ai siêng năng thì đem cơm theo, hay là làm salad mang theo. Có khi thì cả nhóm, cả đồng nghiệp cùng mua đồ về ngồi ăn với nhau. Có khi mà rảnh rỗi thì kéo nhau ra nhà hàng ăn uống tưng bừng luôn đó cả nhà. Hoặc là kéo nhau đi ăn phở, ăn những món Việt Nam. Hoặc có khi lười biếng thì ăn pizza, salad trộn, hay là há cảo, ăn kem. Nói chung là ôi thôi, tụ tập ăn tùm lum.
về nấu cơm tối đó. Cho nên muốn chia sẻ một chút xíu với cả nhà về cái công việc, chia sẻ về cái kia làm việc như thế nào ở Pháp ha các bạn. Xin cảm ơn cả nhà, xin chúc cả nhà một ngày vui vẻ, xin hẹn gặp lại và xin chào tạm biệt. Bye. Một ngày làm việc của mình là như thế đó. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh nha. Cảm ơn các bạn luôn yêu thương mình. Đây là trên đường lái xe trở về nhà đó cả nhà. Cả nhà nhớ đồng hành cùng mình nha. Nhớ đăng ký, like, share và ủng hộ kênh nha cả nhà ơi. Xin chúc cả nhà một ngày nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại trong những video kỳ tới. Xin chào tạm biệt. Au revoir.